Và chúng ta hãy đến với tiết mục Miss và Mr. Grand Nguyễn Hữu Thọ. Áo dài được xem là biểu tượng văn hóa gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Trải qua nhiều thời gian thăng trầm và phát triển, chiếc áo dài Việt Nam không ngừng thay đổi nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, thừa gợi niềm tự hào và góp phần tôn nên vẻ đẹp thanh lịch dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Chân của người mẫu Nông Thị Phương và Ngọc Huyền Trân. Yeah.
chào đón hai người mẫu ăn kịp con trai. Nếu như người Nhật tự hào về kimono, người Hàn Quốc nổi tiếng với Hàn Quốc, thì người Việt Nam luôn được biết đến tất cả áo dài kim nhạt lúc nào. Chỉ áo dài Việt tổng thể là một bộ trang phục thô mà kinh đầy tự do, phóng khoáng, vui vẻ nhưng vẫn đảm bảo được sự sang trọng, thanh lịch, trang nhã cần thiết. Bởi vì áo dài dễ dàng được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, có thể sử dụng nhiều công năng, thời gian và dịch vụ. Trên sân khấu của chúng ta là hai người mẫu Quốc Thiện và Thu Hương. Ý nghĩa của bộ áo dài trong tâm trí người Việt nó như là ngôn ngữ Việt này sâu đậm tân thuộc và đầy hẳn diện. Dù đã trải qua biết bao giai đoạn mang phân trần của chiều dài lịch sử, chỉ có dài không ngừng là chưa bao giờ mất đi vị trí độc tôn trong lòng người Việt, mà nó ngày càng đem lại sự tự hào vì nó không những là trang phục mà nó còn là tác phẩm nghệ thuật. Quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời.
áo dài không chỉ là quốc phục, áo dài còn có thể dùng là một phương tiện quảng bá về lịch sử Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, thế giới. Còn có món đồ kỷ niệm nhắc nhở những người Việt Nam tại nước ngoài rằng dù bạn là ai, có đi đâu, họ vẫn là người Việt. Thấy áo dài là thấy Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh, phần trình diễn áo dài của quý thầy cô trường trung học cơ sở Nguyễn Thọ cũng đã kết thúc. Buổi tri ân chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2024, kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh, chúc cho mọi người có một buổi sáng, một buổi sáng tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Cảm ơn phần trình diễn rất xuất sắc của quý thầy cô chúng ta.